Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau và cùng nhau đồng hành trong chương trình vật lý lớp 11. Và nội dung ngày hôm nay mà thầy gửi đến các bạn học sinh đó là bài 6 tụ điện. Trong bài tụ điện này, chúng ta cần tìm hiểu những nội dung nào? Thứ nhất, đó là tụ điện là gì? Thứ hai, đó là cách tích điện của tụ điện. Thứ ba, đó là tìm hiểu một đại lượng đặc trưng của tụ điện, đó chính là điện dung của tụ điện. Và thứ tư, đó chính là phân loại tụ điện. Nào, mời các bạn chúng ta tiếp tục bài học nha. Để trả lời được câu hỏi tụ điện là gì, mời các bạn xem một cái video để chúng ta có thể biết được cấu tạo bên trong của một tụ điện nhé. Bây giờ chúng ta sẽ bỏ ra xem bên trong có gì nhé. Đây, sau khi tôi rút ra, các bạn nhìn này, một lớp vỏ nhôm này, bên ngoài là một lớp vỏ nhôm như này. Đây, bên trong nó là một lớp giấy bọc và một lớp giấy này bọc kích điện này. Đây, như này. Đây, như này, tôi sẽ bóc lớp giấy ra xem bên trong có gì nhé. Đây là một lớp bọc của nó, tầng hóa chất. Lớp mà để nó bọc hai cái này. Đây, bọc cái lớp này với lớp này này với nhau thành một, bọc vào với nhau. Tôi sở thấy một lớp kim loại như này. Hai bản cực này riêng biệt nhau, một lớp dày một lớp mỏng. Đây, tấm này dày hơn này. Tôi thấy tấm này nó dày hơn. Và một lớp nữa mỏng hơn. Hai lớp cuốn chồng với nhau. Cái lớp giấy cốt tông là như này. Hai lớp này tách riêng biệt nhau và cuốn lại với nhau, chia ra làm hai bản cực. Các bạn vừa xem một video cấu tạo bên trong của một tụ điện. Thì bên cạnh tụ điện mà chúng ta đã quan sát thì có nhiều loại khác nhau. Tuy có loại khác nhau nhưng chúng có chung một đặc điểm, đó là gồm hai vật dẫn đặt gần nhau. Và hai vật dẫn này nối ra bên ngoài bởi hai cái chân cong. Và ngăn cách giữa hai bản này là một lớp chất cách điện. Hay chúng ta còn có thể gọi tên đó là lớp chất điện môi. Thì lớp chất cách điện này có thể là bằng giấy, làm bằng mica, làm bằng gốm, vân vân. Rồi, và trên bảng các bạn thấy được cái hình mà thầy vẽ thì đây cũng chính là ký hiệu của tụ điện trong các mạch điện tử nha. Thì bên cạnh định nghĩa tụ điện là một cái hệ gồm hai vật dẫn đặt gần nhau và ngăn cách nhau bởi một lớp chất cách điện, thì người ta còn có thể phát biểu là tụ điện là một cái vật, là một cái thiết bị dùng để tích điện và phóng điện. Vậy thì làm cách nào để chúng ta có thể tích điện cho tụ điện? Thì cách đơn giản nhất mà người ta có thể tích điện cái tụ điện đó là gì? Người ta sẽ nối hai cái bảng này với hai cực của một nguồn điện một chiều. Thì đây các bạn chú ý, chúng ta phải nối vào hai cực của nguồn điện một chiều nhé. Thì nguồn điện một chiều chỗ này có thể là pin, có thể là ắc quy, vân vân. Nhưng mà chú ý ở đây là chúng ta phải nối vô điện một chiều. Và sau khi chúng ta nối như thế này thì cái bảng nối với cực dương của nguồn thì nó sẽ tích điện dương. Bảng nối với cực âm sẽ tích điện âm. Vậy thì cách tích điện cho tụ chính là chúng ta sẽ nối hai bảng tụ vào hai cực của một nguồn điện một chiều. Và khi đó như vậy thì các bạn thấy rằng chúng ta sẽ có hai bảng này tích điện trái dấu với nhau. Do tích điện trái dấu với nhau này
Nhưng mà khi mà nó gần nhau như vậy nè, thì người ta nói rằng là điện tích của hai quảng tụ này bằng nhau về độ lớn à, nhưng mà trái dấu, thì người ta quy ước, người ta gọi điện tích của tụ điện là điện tích của bản dương à, người ta gọi cái điện tích của tụ là điện tích của bản dương à. Các bạn chú ý, ở đây người ta quy ước thôi à, người ta gọi điện tích của tụ là điện tích của bản dương. Và để hiểu rõ hơn, quan sát được thực tế, thì mời các bạn chúng ta xem một video cách thức điện của tụ điện trong thực tế nhé. Đây mình sẽ lấy một cái quả 450 microfarad 25V. Đấy, mình sẽ cấp điện cho nó ở một cái mức điện áp là 5V thôi nhá. Đây mình sẽ cấp điện này. 5V nhá, điện áp ở tay mình đang là 5V này. Rồi. Bây giờ mình sẽ dùng quả bóng LED này và mình sẽ cho các bạn xem là cái bóng LED nó sẽ sáng trong bao lâu. Đấy, các bạn thấy không? Nó nháy một cái là nó tắt luôn. Đấy. Thì đối với cái siêu tụ này thì các bạn xem này, bây giờ mình cũng sẽ cấp điện 5V cho cái siêu tụ này trong một lúc đó. Rồi mình bỏ ra và bây giờ mình sẽ cũng test với cái quả bóng LED này. Đấy, các bạn thấy không, nó sáng rất lâu luôn. Đấy, bởi vì cái dung lượng của nó lớn, dung lượng của nó tới 1.5 farad cơ mà. Nội dung thứ ba mà chúng ta cần tìm hiểu đó là điện dung của tụ điện. Khi người ta dùng một hiệu điện thế nhất định nào đó để tích điện cho các tụ điện khác nhau, thì người ta thấy rằng các tụ điện khác nhau sẽ có khả năng tích điện khác nhau. Và một cái đại lượng đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ điện, người ta gọi đó là điện dung của tụ điện. Vậy điện dung của tụ điện là gì? Thì đây, điện dung được ký hiệu là chữ C à, các bạn đừng nhầm lẫn chữ C này là đơn vị của điện tích nha. Ở đây là chữ C này là điện dung. Thì điện dung của tụ điện à, là một đại lượng đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ điện ở một hiệu điện thế nhất định. Các bạn chú ý ở đây có câu là ở một hiệu điện thế nhất định. Chúng ta muốn so sánh khả năng tích điện của tụ điện khác nhau thì chúng ta phải tích điện cho các tụ điện đó ở cùng hiệu điện thế nha. Rồi, cái thứ hai là được xác định bằng thương số giữa điện tích của tụ và hiệu điện thế đặt vào hai bảng tụ. Thì chúng ta sẽ có được biểu thức là C bằng Q chia cho U. Trong này chúng ta hoàn toàn biết được một số đại lượng. Ví dụ như chữ Q à, thì chữ Q là gì? Thì chữ Q là điện tích của tụ. Và như chúng ta đã nói phía trên này, điện tích của tụ là điện tích của bản dương nha. Và điện tích này có đơn vị là coulomb. À, chữ C chỗ đó là đơn vị của điện tích, còn chữ C chỗ này là điện dung nha. Còn chữ U thì chúng ta vừa học xong cái bài số 5 à, thì chữ U này chính là hiệu điện thế đặt vào hai bảng tụ. Và hiệu điện thế sẽ có đơn vị là volt đó. Và hiển nhiên chữ C mới vừa nói đó là điện dung. Vậy thì điện dung sẽ có đơn vị như thế nào? Nhìn vào công thức, chúng ta thấy rằng C bằng Q chia U. Vậy thì đơn vị của điện dung C à, nó sẽ bằng coulomb trên volt. Và ở đây thì người ta sẽ gọi nó là farad. Chú ý, V chữ F thì chúng ta đọc là farad à. Vậy thì 1 farad sẽ bằng 1 coulomb trên volt. À, tuy nhiên đơn vị mà thường cho trong các bài kiểm tra cũng như là trên thân của tụ điện thì ít khi nào chúng ta gặp được tụ điện có cái đơn vị tới farad mà có những đơn vị nhỏ hơn. Thì đây chúng ta sẽ có cách đổi đơn vị farad nhé. Giả sử như chúng ta có 1
microfarad. Chúng tôi có 1 microfarad hay là 1 nanofarad. Thì cách đổi đơn vị farad cũng giống như cách đổi các đơn vị khác. Ví dụ như ta vừa học đo đơn vị clo, thì 1 microfarad thì sẽ bằng 10 mũ trừ 3, và chúng ta ghi lại chữ farad. 1 micro thì là bằng 10 mũ trừ 6, chúng ta ghi lại. 1 nano thì bằng 10 mũ trừ 9. Đó. Vậy thì các bạn chú ý ở đây đó, chúng ta cần nhớ là mili là tương đương 10 trừ 3, micro 10 trừ 6, nano và 10 trừ 9. Còn ở đây là chữ farad, chữ coulomb, chữ mét, thì chúng ta cần ghi lại phía bên này là chúng ta sẽ có được cách đổi chung cho nhiều cái đơn vị, nhiều đại lượng vật lý. Về phân loại tụ điện thì chúng ta có nhiều cách khác nhau để phân loại tụ điện. Tuy nhiên, người ta thường sử dụng một cái cách đó là dựa vào tên của cái chất điện môi. Ví dụ như chúng ta sẽ có được tụ giấy. Nghĩa là gì? Tụ giấy nghĩa là cái tụ điện mà cái lớp chất điện môi được làm bằng giấy. Nhưng mà thông thường giấy này không phải là chúng ta để tờ giấy vào trong đó, mà là một cái tờ giấy được tẩm cái chất cách điện, thường gọi là paraffin. Rồi tụ gốm. Đó, tụ giấy, tụ gốm. Gốm nghĩa là cái lớp chất này, lớp chất điện môi này là bằng gốm, bằng sứ đó các bạn. Rồi tụ mica, vâng vâng. Vậy thì cách phân loại thường gặp nhất đó là người ta dựa vào cái lớp chất điện môi. Và bên cạnh thầy cũng giới thiệu cho các bạn đó là trên thân của tụ điện người ta thường cứ ghi, ví dụ như ta ghi là 200 microfarad 50V, thì trên thân của tụ điện ghi hai thông số mà chúng ta đang có trên bảng này là gì. Thì thứ nhất, chúng ta nhìn vô đây thì chúng ta thấy được 200 microfarad. Chữ microfarad này chúng ta nghĩ ngay, đây là điện dung của tụ điện là bằng 200 microfarad. Và ở đây là chúng ta gặp cái 50V. Thì 50V này là gì? 50V này là hiệu điện thế cực đại mà tụ điện có thể chịu đựng được. Nếu chúng ta đặt cái tụ điện này vào trong một cái hiệu điện thế vượt quá 50V thì tụ điện này sẽ dễ bị hỏng, hay gọi là tụ điện sẽ bị đánh thủng. Thì bên cạnh việc dựa trên lớp chất điện môi để phân loại tụ điện, thì tụ điện còn có thể có một cái loại đó là điện dung có thể thay đổi được, và người ta gọi tụ điện đó là tụ xoay. Vậy thì nội dung bài học về tụ điện của chúng ta rất là đơn giản, không các bạn? Gồm có tụ điện là gì? Bên cạnh cái việc nói cấu tạo gồm hai vật dẫn đặt gần nhau, ngăn cách nhau bởi lớp chất cách điện, thì chúng ta còn có thể trình bày tụ điện là một cái thiết bị dùng để tích điện và phóng điện. Để tích điện cho tụ thì người ta sẽ nối hai bảng tụ với hai cực của nguồn điện một chiều, và điện tích của tụ là điện tích của bảng dương. Đặc trưng cho khả năng tích điện tụ điện ở một hiệu điện thế nhất định thì người ta sử dụng cái định nghĩa điện dung. Và điện dung này được xác định bằng biểu thức C bằng Q chia cho U, hay là Q bằng CU cho dễ nhớ. Và phân loại thì dựa vào lớp chất điện môi, hay là tụ điện mà có điện dung thôi được, người ta gọi là tụ xoay. Vậy thì nội dung bài học nên là kết thúc. Cho thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trên kênh YouTube Thầm Tư Bot nhé.